Chương một. Vì nam nhân mà phản bội là kẻ hèn. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com. Giang Sơn đánh đổi, không bằng một phần vạn ngươi, nhưng nếu ngươi muốn, một phần vạn ấy ta cũng đoạt về dân làm xính lễ, số mệnh. Tránh không được thì dẫm lên mà đi, đi, đi cùng ta, ta dẫn ngươi, qua hoàng tuyền bích lạc, có ta, ngươi không phải lo, nhược thủy tam thiên, chỉ có ngươi là đủ, hoàng đồ bá nghiệp, đổi cho ngươi một kiếp vô ưu, có thiên địa chứng giám, Ta yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp, sinh tử cũng không tách rời, thiên địa tuần hoàn, vạn vật luân chuyển, ta vẫn như cũ ái ngươi đến chết, cận kề đánh đổi sinh mạng, vẫn nguyện yêu ngươi, Nhạc Hiểu Quỳnh khuynh thế hồng nhan, Thượng Hải, Trung Quốc thế kỷ 21. Nga, các ngươi nghe gì không? Đại Minh Tinh. Ảnh hậu tử U Băng sẽ trở về Thượng Hải này quay tiếp cảnh cuối cùng trong bộ Khuynh Quốc Khuynh Thành đó a, trên một con đường lớn của thành phố Thượng Hải hoa lệ một đám nam nhân hớn hở trò chuyện gì ngươi nói thật chứ a à, ta muốn được gặp nàng quá a à, được nói chuyện với nàng một chút thì làm trâu làm bò ngàn kiếp cũng xứng một tên nam nhân khác nghe vậy thì quay sang tên vừa nói nhìn chầm chầm, vẻ mặt mơ mộng cùng hạnh phúc không thể tả Phốc suy hắc hắc ngươi đang mơ ngủ sao tiếng cười lớn khiến nam nhân kia hơi xấu hổ giận dữ trận mắt với đám xú bằng hữu kia ta nói gì sai sao còn có, các ngươi cũng đều đối với nàng ái mộ sao? Đâu phải riêng ta." Tiếng hắn nhỏ dần. "Đó mới là điều chúng ta cười a, hắc hắc, ngươi nghĩ đi, ảnh hậu là ảnh hậu, ngươi vẫn là ngươi, cho dù nàng trở về, ngươi sẽ có cửa nhìn thấy nàng a, à, nàng ấy là cỡ nào phong quan sẽ để một tên vô danh tiểu tốt như ngươi nói chuyện với nàng sao? Khác nào bôi nhọ thanh danh nàng. Nếu ngươi muốn nhắm, vẫn là về nằm mơ đi a à, người hoàng mỹ như vậy." muốn thấy là thấy sao ai nha cũng không thể trách hắn được nàng tài sắc vẹn toàn bất luận là dung mạo địa vị hay tài năng đều là hoàng mỹ của hoàng mỹ là nữ thần trong lòng nam nhân hắn sao tránh được xuân tâm nhộn nhạo a à, một tên khác cười cợt phụ họa theo ngươi cũng đừng mơ cho dù nàng có nhìn tới thì cũng không tới phiên ngươi bao nhiêu tổng tài thiếu gia giàu có nàng còn không để vào mắt thì chẳng lẽ để ý ngươi sao vẫn là nằm mơ thì biết đâu đấy sẽ nhìn thấy nàng Nga, hắc hắc. Một tràng cười không cố kỵ khiến hắn vô luận phản bác, trừ hậm hực thì cũng có tiếc nuối, nhưng không thể không phủ nhận, đó là sự thật. Nữ tử kia, thật sự chỉ có thể khiến người khác ao ước trong mộng mà thôi. Nàng là cỡ nào phong hoa tuyệt đại, thường nhân dám tùy tiện ước mơ sao? vị nữ chủ nhân tử gia kia tử gia là một trong những đại gia tộc khổng lồ nổi tiếng không chỉ ở trung quốc mà còn ở trên toàn thế giới lý do chính là vì không ai là không biết đến nữ chủ nhân tài giỏi của tập đoàn cường thịnh này tử u băng bên ngoài nàng là nữ chủ tịch đồng thời là đại minh tinh mệnh danh ảnh hậu tử u băng kinh tài tuyệt diễm nàng từ nhỏ tinh thông cầm kỳ thi họa từ ca phú đến tài năng điển xuất đều là thiên tài hiếm có toàn bộ tử gia cho đến đại tập đoàn tử thị gồm khoảng 70 công ty lớn nhỏ rải rác khắp các quốc gia, đều do một tay nàng quản lý. Rồi cả các lịch diễn xuất, chương trình thần tượng, họp báo các kiểu dày đặc. Thật sự không phải nam tử nào cũng có thể làm được. Chính là một thiên kiêu chi nữ, trong giới hát đạo, nàng chính là đệ nhất sát thủ mà bất kỳ sát thủ nào cũng phải rùng mình, thủ đoạn âm ngoan tàn khốc, dẫm đạp lên không ít máu xương mà trở nên cường đai, như một cỗ máy giết người máu lạnh, tụng nàng, hỗn thế ma nữ, không ít các tổng tài, phú nhị đại của tập đoàn hướng nàng cầu hôn nhưng mà đều cùng một đáp án chính là Không, nghiễm nhiên, chỉ có thể ngước nhìn nàng, nữ nhân kia, cao cao tại thượng đến mức vĩnh viễn cũng không thể chạm tới, chém đấy, đêm, trên sân thượng tòa nhà đông phương tráng lệ, xa hoa bậc nhất tại thành phố không ngủ, Thượng Hải, là một cảnh tượng máu me rùng rợn hoàn toàn trái ngược với khung cảnh phụng hoa bên trong, có khoảng tầm 3 đến 4 hắc y nhân đang đứng thành vòng tròn, trên người đầy vết thương xung quanh là xác chết của hàng chục hắc y nhân khác mà người đang bị bao vây ở giữa kia chỉ là một cô gái nhưng lại bị thương không hề nhẹ một nữ tử có vẻ là cầm đầu đám hắc y nhân bước ra tà ác nhìn nữ tử kia đang gục trên vũng máu nếu bỏ đi vẻ âm ngoan và lợi khí nàng ta đích thực là một mỹ nhân tú lệ động lòng người mi mục như họa ngũ quan tinh xảo đôi mắt to trông veo như nước hồ thu vô cùng điềm đạm khả ái quả là tuyệt sắc đáng tiếc lúc này nàng ta chỉ khiến người ta cảm thấy kinh sợ tử lăng dung mỉm cười một cách ghê rợn trong ánh mắt chứa đầy hận ý không hề che giấu tử u băng không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay a à, ảnh hậu vạn người ái mộ đệ nhất sát thủ hỗn thế ma nữ lại chết dưới tay ta ha ha tử lăng dung điên cùng mỉm cười nàng ta hoàn toàn phát điên tử u băng ngẩng đầu lên nhất thời bách hoa ảm đạm, siêu lạc hồn phách trước dung nhan khuynh thế kia. Tử lăng dung mặc dù tuyệt sắc, nhưng trước nàng, căn bản không xứng làm nền. Tách! Tách! Máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, những hắc y nhân còn lại cũng gục ngã. Cái chết nhanh chóng cũng không đau đớn. Có thể ngước nhìn mỹ nhan kia chết cũng đáng, ánh trăng ôn nhu soi sáng dung nhan thiên thành của tử U Băng. Ba ngàn sợi tóc đen mượt mà như thác đổ, Xóa tung trên vũng máu đỏ tươi lên láng. Phượng nhãn tím biết ẩn dưới hàng mi dày, sâu thăm thẳm không lường được nàng đang nghĩ gì, hờ hững nhìn tử lăng dung, vô hỷ vô bi, sống mũi cao hết sức thanh tú với đường nét phương Tây, cánh môi hồng nhuận như hoa đào hơi nhếch lên, cao ngạo mà ưu mỹ, hơi chút tái nhật nhưng không làm suy giảm vẻ đẹp của nàng, nổi bật trên làn da trắng noãn như bạch ngọc, gò má hồng hồng trơn bóng. Ngũ quan tinh xảo hoàng mỹ, mi mục như họa dung nhan tuyệt mỹ khiến người khác cả hô hấp cũng muốn đình trệ, mê mẩn ngắm nhìn tuyệt tác báu vật ông trời tạo ra. Hoàng Mỹ không tì vết, dường như thu hết tất cả vẻ đẹp của Nhật Nguyệt trên nhân thế mà tạo ra, thập phần mỹ lệ vạt áo phía trước thấm đỏ máu tươi như đóa huyết hoa, cổ áo hơi trễ xuống, mơ hồ thấy được hai khỏa cầu đầy đặn phập phòng khiêu gợi. Dụng người vô tội thành người có tội. Dáng vóc thực sự ma quỷ Nga eo nhỏ vừa đến nắm tay, cặp đùi thon dài, thật khiến đám nam nhân chảy nước miếng, hận không thể xông lên chà đạp nàng, dù là nữ nhân cũng không nhìn được kinh diễm, mơ ước. Vẻ đẹp hoài hòa giữa sự mỹ lệ mà thoát tục như trích tiên lại câu hồn yêu mị như ác ma. Yêu tinh A à yêu tinh nữ nhân này chính xác là một yêu tinh vạn đại hòa thủy A, à, thực là một yêu nữ trời sinh, dùng từ khuynh quốc khuynh thành cũng chưa đủ diễn tả hết vẻ đẹp của nàng. Liễm diễm mà linh tú, mỹ hoặc mà không tục, tưởng chừng một ánh mắt cũng có thể đoạt đi trái tim người khác. Cho dù là nữ nhân cũng không sao hoàn hồn trước dung nhan mỹ diễm kia. Xinh đẹp đến cực kỳ hoàn mỹ, dù nhìn ở bất cứ góc độ nào cũng không thể phủ nhận, nàng ta, quá hoàn mỹ, vừa cao quý tài thượng như thần lại như ác ma mỹ diễm thoáng chốc cướp đoạt đi hồn phách người khác, nàng ở đó, lãnh ngạo băng sương, nàng ở đó, như đoá tử ban nở rộ từ đêm đen, nàng ở đó, kiệt ngạo bất tuân, cuộc cường mạnh mẽ, ngông cùng coi thường hết thảy đau đớn này chỉ như hạt cát nàng ở đó như chúng thần chi vương đứng đầu hết thảy cao ngạo nhìn xuống vương giả trời sinh nhất cố khuynh nhân thành tái cố khuynh nhân quốc tác giả ôi ôi các nàng hỏi thăm google bá bá ấy chứ ta lười giải thích quá mà cái này chắc các nàng biết cả rồi về nhìn dung mạo khuynh đảo chúng sinh kia tử lăng dung càng thêm ghen ghét chỉ muốn xông lên cào trách bộ mặt xinh đẹp cùng khí chất cao ngạo của nàng ta dựa vào đâu, nàng ta có thể mỹ đến như vậy, dựa vào đâu, nàng ta có thể tài giỏi như vậy, dựa vào đâu, nàng ta lại được trần yêu, mà tại sao, nàng lại không được như vậy, rõ ràng nàng ta chính là một hồ ly tinh giả vờ cao quý để câu dẫn nam nhân mà thôi. Thủ đoạn đê tiện như vậy, tại sao mọi người vẫn yêu mến nàng ta? Tại sao không ai vạch trần bản chất thật của nàng ta, tại sao nàng ta có được tất cả? địa vị. Sắc đẹp. Tại năng, nàng không cam tâm, nàng còn nhớ, 10 năm trước, chính nàng ta đã cứu nàng ra khỏi đám cháy. Nàng vô cùng cảm kích nàng ta, nàng lúc đó chỉ muốn hy sinh tất cả, thậm chí nhảy vào biển lửa, cũng chỉ để đền đáp nàng ta mà nàng ta muốn giữ nàng bên mình, là người đặt tên cho nàng cái tên này, tử lăng dung, huấn luyện nàng trở thành sát thủ bên cạnh nàng, từng, các nàng, đã từng thân nhau như tỷ muội nàng luôn xem nàng ta như tỷ tỷ và nàng ta cũng xem nàng như muội muội ruột thịt từng các nàng đã từng cùng trải qua bao phen sinh tử chiến đấu sát cánh bên nhau chỉ tin tưởng lẫn nhau vậy mà tất cả sẽ vô cùng êm đẹp nếu không có một ngày nàng gặp được hắn một nam tử vô cùng tuấn mỹ và ôn nhu từ ánh mắt đầu tiên nàng đã biết mình đã rơi vào bể tình ôn nhu của hắn nàng chỉ muốn từ bỏ hết thảy cùng hắn kết hôn có một ngôi nhà nho nhỏ mà ấm áp sinh cho hắn thật nhiều đứa nhỏ con trai thì giống hắn, con gái thì giống nàng, cùng sống vui vẻ đến bách niên giai lão, vậy mà, trời cao không bao giờ công bằng. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.